nào ngờ đâu chính đêm đông này một hài nhi sinh ra cho chân trời. Sư đứng lên và khán giả đứng ở đây ạ. Và
cũng có mục sư quản nhiệm tại Lâm Hà Phi Liên. Trân trọng xin mời ông bà mục sư Đinh Văn Ký ạ. Xin mời đáng cho mặt đang ra đây ạ. Cảm ơn Chúa. Tại nơi đây cũng có các thầy cô sinh viên tụ đến đây để tham dự lễ Giáng sinh với chúng ta hôm nay. Vì xin Chúa nghe đúng là ban phước cho chúng ta buổi tối hôm nay. Kính thưa hội thánh Chúa. Kính thưa hội thánh Yêu dấu trong Đức Christ. Hãy con người chúng ta sinh ra bao nhiêu trên đất này thì tội lỗi lại càng gia tăng thêm. Và để tự cứu mình ra khỏi tội lỗi thì con người chúng ta dường như vô phương cứu chữa. Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy thực trạng đó, Ngài đặng ba con một của Ngài ơi là hài nhi Giê-xu được giáng sinh. Ngài không yêu tội lỗi nhưng Ngài rất yêu tội nhân. Ngài rất yêu chúng ta. Và buổi tối hôm nay chúng ta đến đây ơi là chúng ta hãy lấy lòng hết tinh hồn hết sức chúng ta cảm tạ ơi là tình yêu kỳ diệu của Ngài ban cho mỗi chúng ta. Amen. Lần nữa chúng ta cùng nhau đứng lên và đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Thế ơn Chúa mới là chúng mình kêu lên để cùng hô cùng nói rất xa chừng gỗ xếp tạo lại anh nghe rằng Yang kau sit. Yang hanya yang tu ni mikma kau kau tre yang kau senyang. Lai cha yêu thương của chúng con. Chúa ơi, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Mà Đức Chúa Trời ban con của một cô ngài xuống để cứu chúng con khỏi sự tâm tối, sự tối lối trong xác thịt của chúng con thời gian này, Chúa ơi. Chúa ơi, tối nay chúng con ăn mừng, mừng Chúa cứu chúng con trong xác thịt thờ hình tượng, trong xác thịt độc mặt thới, trong việc làm chúng con không đẹp lòng ngài. Chúa vì có Chúa Giê-xu đã cứu chúng con khỏi sự tội lỗi, con cảm tạ Ngài Chúa ơi. Chúa ơi xin Ngài hiện diện với chúng con để Chúa cũng thay đổi tâm lòng chúng con để khao khát lời của Ngài. Chúa ơi tối nay qua một năm chúng con những gì sai trái với Ngài xin Ngài tha thứ và xin cứu chúng con đến gần với Ngài. Chúa ơi giờ này có Ngài sẽ thay đổi tâm lòng chúng con và thay đổi chúng lòng chúng con một cái năm mới mà ăn mừng Chúa Giê-xu xuống trần gian để cứu chúng con còn cảm tạ Ngài. Chúa ơi giờ này chúng con muốn có gì hơn con nhờ Đức Thánh Linh mà cầu thay cho mà tấm lòng của chúng con là giờ này xin Ngài cũng mà sức dầu tuổi tới của Ngài để phán phát lại con Ngài ứng nghiệm lại con Ngài. Chúa ơi xin Ngài cũng tha thứ những mà chúng con đã làm tay sai Biết Đức Chúa Trời xin Ngài cùng tha thứ cho con cảm tạ Ngài. Chúa ơi giờ này con trai là con bị con hết thảy rồi tới con Ngài hết thảy nhưng mà con gái của Ngài trong bàn tay con Ngài con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hãy nói với người bên cạnh rằng chúc một mùa Giáng sinh đầy ơn phúc của Chúa. Hãy nói với người bên cạnh rằng chúc anh chị thầy cô một mùa Giáng sinh đầy ơn phúc của Chúa. Hallelujah. Kính thưa hội thánh, lời Chúa có ghi đề rằng hỡi Đức Chúa Trời, chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì danh Chúa ở gần. Và tối hôm nay chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa đang ở trong mỗi tâm lòng chúng ta. Amen. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau vui mừng chào Đức Thiên Bởi tới. Xin Ngài đến và hiện diện và thân với chúng ta trong những phút này. Chúa, mời ta
xưa là Chúa muốn Chúa. Các cô dân dân này tất cả sẽ quỳ lại trước chính mình đời. Chúng ta hãy cố lên vì Chúa chúng ta đã đắc thắng thế gian rồi. Hơn nữa là Chúa quay
Amen. Cảm ơn Chúa. Tối hôm nay thì năm nay chúng ta lại làm ngày 25. Và tối 25 tối hôm nay chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Amen. Đức Thánh Linh sẽ hiện diện với hội thánh của Ngài tối hôm nay. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thưa hội thánh Chúa, trong đêm yên lặng, mục tử lúc các trường thức chữ chiên, họ ngồi cùng nhau trên đồi nghiêng, và có thiên binh thiên lớn huy hoàng chiếu quanh đây muôn hòa muôn hào quang. Họ khiếp sợ, bỗng nghe thiên sứ khuyên nhủ rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Amen. Hallelujah. Và tối hôm nay thì thưa hội thánh Chúa, chúng ta không thể là một năm một lần chúng ta sẽ thờ phượng Chúa rồi tìm kiếm Chúa như tối hôm nay, bèn là chúng ta mỗi ngày mỗi ngày. Và tối hôm nay quý vị và tôi sẽ là những người đón nhận Chúa Giêsu Giáng sinh trong tâm lòng của mình. Amen. Hallelujah. Trong câu kinh thánh chép rằng thiên sứ báo như thế này: ta báo cho các ngươi một tin lành, một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Và tin lành đây là tin lành ban sự cứu rỗi cho người thế gian của chúng ta. Và thứ hai, Ngài dùng chính sứ của Ngài loan báo cho người chân chiên rằng là tin lành không phải là dành cho người chơ ru, không phải là dành cho người cờ ho, người mạ, không. Tin lành dành cho muôn dân. Và người ta nói rằng là tin lành là dành cho người Do Thái mà thôi, dân Israel mà thôi, còn chúng ta là dân ngoại không đâu. Tin câu kinh thánh nói là cho muôn dân. Và tối hôm nay tôi thì cảm ơn Chúa là mỗi ngày mỗi Chúa Nhật và hàng năm là tôi đã đứng trên này rồi phân phát lời Chúa và làm chứng về lời của Ngài. Nhưng mà tối hôm nay trước tiên tôi cầu giới thiệu tôi tới của Chúa thì tôi được cầu nguyện chưa? Lạy Chúa, là Cha Đức Chúa Trời của chúng con, trời ơi, tối hôm nay chúng con vui mừng và sung sướng ngợi khen Ngài, vì Ngài là vua muôn vua của chúng con, Ngài là Chúa của các chúa, Ngài là đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài là Alpha và Omega, Ngài là trước nhất cũng là sau cùng. Chúa ơi, tối hôm nay chúng con vui mừng sung sướng vì chúng con được đón nhận và kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh trần gian của chúng con. Ngài đến, Ngài cứu vớt chúng con ra khỏi vùng lầy của tội lỗi, Ngài cứu chúng con và Ngài yên ủi những kẻ vỡ lòng, Ngài đến, Ngài rịt lại những tấm lòng tan vỡ. Phải, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì tình yêu của Ngài. Ngày hôm nay chúng con được thoát khỏi tội lỗi của trần gian này và ma quỷ đã tha khỏi đời sống những dân sự của Chúa tại nơi đây. Con cảm ơn Ngài vì Ngài đã làm việc tại khu vực đó của chúng con. Từ người kẻ chết sống lại, Ngài đã cứu kẻ bệnh được chữa lành và Ngài làm cho dân nghèo khó được thịnh vượng trước mặt Chúa, vì Ngài là đấng đem sự thịnh vượng cho dân sự của Ngài và đặc biệt là sự sống từ chính mình Chúa. Chúa ơi, tối hôm nay Ngài tiếp tục và thì giờ sau này Ngài tiếp tục dùng lời của Ngài, lễ thật của Ngài đến với dân sự của Chúa, đến với hội thánh của Ngài, đến với anh em chúng con, để tối hôm nay chúng con kinh nghiệm rằng Ngài là Chúa cứu thế của chúng con, Ngài là đấng cứu thế của chúng con. Và Đức Thánh Linh ơi, Ngài hiện diện với chúng con, Ngài đi qua đi lại giữa vòng anh em chúng con ngay thì giờ này, và sự hiện diện của Ngài thì chúng con được tự do và xin Ngài đến và chữa đôi tai của chúng con để nghe lời của Ngài. Và Ngài đặc biệt là Ngài sức dầu mới cho tôi tớ của Chúa. Tôi tớ của Chúa được tự do nói hành
và chính mình Ngài là hành động cho hội thánh của Chúa tối hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa hội thánh Chúa, tối hôm nay hội thánh tất cả hội thánh chúng ta sẽ nghe tiếng của Chúa, và Chúa biết rằng là năm nay Chúa sẽ đem lời của Ngài đến với hội thánh Chúa tại nơi đây, và quý vị là những người đón nhận sự sống tối hôm nay. Và nếu quý vị lắng nghe thật sự, lấy đức tin thật sự mà nghe lời Chúa, Chúa sẽ đến từng người một trong chúng ta. Amen. Chúa chỉ đến là người đền bà mà thôi. Amen. Ồ, giỏi quá hả, cảm ơn Chúa. Chúa sẽ đến tất cả chúng ta, và Chúa sẽ đến rờ chạm mỗi tâm lòng quý vị và tôi hôm nay. Amen. Và thì giờ này chúng ta mời, bây giờ xin mời buổi sư lên chia sẻ lời Chúa tôi hôm nay, ban phát lời của Ngài, sứ điệp sẽ đến từ hội thánh của Ngài tôi hôm nay. Amen. Chúng ta cho một trận vỗ tay. Hallelujah. Hallelujah. Chân lý đến cho muôn người niềm tin yêu.